không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Tiểu Phụ Dung à, nếu như cô thiệt yêu thích người ta thì nghĩ cách làm quen đi. Đừng có để trong bụng, nếu không thì sẽ bị uất ức mà chết trong khoảng thời gian này. Tôi cũng hay thường nhớ tới Tiểu Phụ Dung, cái con bé. Thật ra nghĩ lại bây giờ cũng khá lắm chứ. Mỗi sáng cậu đi làm, tôi cũng nhìn thấy cậu. Tan sở tôi cũng nhìn thấy cậu. Chỉ cần cậu được hạnh phúc, tôi cũng thấy vui vẻ rồi. Có một lần, tôi lấy ngày sanh tháng đẻ của cổ ra bói. Ai về đã bói ra cổ thiệt là thảm thương quá. Làm sao mà quen biết chứ, người ta là cậu hai mà, tôi là cái thớ gì chứ. Nhưng có một việc tôi nghĩ hoài mà không suốt. Tôi chỉ bói ra là dương thọ đã tận nhưng tình duyên chưa dứt, thì cổ đã biến thành một con ma rồi, không có thể lên đây được nữa. Làm sao tiếp tục được tình duyên đây? Bà cụ, vì Tiểu Phụ Dung cũng được, vì anh Quảng cũng được, bà nghĩ cách giùm cháu giải phép tà cho anh Quảng đi. Phép tà của Dương Thiên Linh cao thâm khó lường, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để đối phó. Vậy anh Quảng kiếp này cũng bị như vậy hay sao? Hay là cô cho thằng Quảng với Tiểu Phụ Dung gặp mặt đi. Tuy là mạng của hai người họ xung khắc với nhau, nhưng mà cũng là sum họp. Tuy là số mạng đại hung, nhưng mà trong hung lại có kiết. Thằng Quảng phải ở chung với Tiểu Phụ Dung mới được trở lại số hơn. Trên đường địa phủ có người kiếm con cái, dương gian kiếm người thân. Phụ Dung nhà họ Lục lên đường ngay, lên đường ngay. Trên đường địa phủ có người kiếm con cái, dương gian kiếm người thân. Phụ Dung tôi không chịu, tôi không chịu. Anh nói là muốn gặp chị Phụ Dung đó mà. Sắp được gặp rồi ngoan. Tôi không gặp đâu, chỗ này tối thui à. Còn bà đó thì giống như là ăn mày, tôi phải đi. Đừng có vậy mà, ngoan, ngồi xuống đây đi. Nè, lấy viên kẹo cho ăn ha. Ngoan, ngon lắm đó, nè. Tôi không ăn. Ngon lắm. Tôi muốn đi. Anh Quảng. Anh Quảng. Chị Phụ Dung. Chị Phụ Dung. Chị đi đâu vậy hả? Sao không cho tôi biết? Tôi đang chờ chị đưa tôi đi học đó. Hay là mình đi chơi đi nha. Chị anh à, tại sao lại biết anh như vậy? Anh biết Thiên Linh đòi bán Quảng Xương Long, nên đã cùng với bà 69 gán tội hắn đi bán đồ giả. Ai ngờ bị trúng phép tà, trở thành một đứa bé 5-6 tuổi. Anh Quảng, buông ra. Đã thử hết cách rồi, nhưng ảnh vẫn như vậy. Bà cụ nói là chỉ có tình duyên kiếp trước mới có thể giúp được cho ảnh. Bà cụ nào? Đó, lúc mà chị làm con sen, cái bà mụ ở kế cận miếng thần hoàng chuyên mong lừa gặp bị bọn người ta đó. Bà đã trở về hả? Lần này cũng là bà mời chị lên. Đừng có bàn tới chuyện này nữa. Hy vọng nghĩ cách cứu anh Quảng đi. Tôi cũng không biết có cách gì để giúp được ảnh. Đừng nói nữa mà, mình đi chơi nha. Tiểu Phụ Dung à, dẫn anh Quảng đi lại những nơi xưa kia, không chừng anh sẽ nhớ lại hết. Không thèm chơi với chị. Má nói là chị đành đá không cho chơi với chị đâu. Nè, mình đi chơi đi. Đi. Nè, ngồi xuống đi. Phải ngoan nhờ. Để lát sẽ đưa đi chơi đó. Ngồi xuống đi. Chị anh à, chị yên tâm đi, nhất định có cách mà. Chị Phụ Dung à, đi chơi đi. Wow, chị lại vui quá. Tôi muốn ăn kẹo. Wow, thiệt là đẹp ha. Chê, cậu bộ tránh ra đi, đồ điên. Chú mới là bị điên. Thầy giáo không có dạy chú hả? Thì là điên mà. Xin lỗi nha bác hai, xin lỗi. Anh Quảng. Đẹp quá. Anh Quảng à, đừng có phá đồ của người ta mà. Ngoan nha, tôi hát cho anh nghe hả.
Anh đã nghe được, anh nhớ lại rồi. Phải. Hát gì thiên nghi? Để tôi hát cho chị nghe nha. Để tôi dạy hai người ha. Nè, 1 cộng 1, 2 cộng 2, 3 cộng 3, 4 cộng 4, 5 con gà, 6 con vịt, 7 con khỉ có 8 cái đuôi, 9 bà mập bao quanh chị, 10 đồng bạc đè chết chị. Anh Quảng. Ừ? Hay là mình đừng có hát nha. À, tôi mua cái vụ cho anh nè. Thôi đừng. Ngoan nha. Anh coi, cái vụ đẹp quá nè. Chơi không vui gì hết ha. Hay là vậy nha, tôi mua chai nước suối cho anh uống. Không chịu, trừ phi là chị mua cây cà lem cho tôi. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên nữa đi. Nè, coi ai trở lên trảnh màu nhất. Tôi đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Cẩn thận đó nha. Tiểu Phù Dung à, làm sao đây? Yên tâm đi, nhất định có cách mà. Sao hai người không lên đây? Thấy tôi quay phòng ghê chưa? Sao hai người nhát gan quá vậy? Để tôi dẫn lên nha. Phù Dung, gà máy anh. Anh Quảng, anh không sao hả? Sao tôi lại ở đây? Anh thiệt đã tỉnh lại rồi. Cái gì mà tỉnh lại chứ? Đây là bà cụ lần trước mình gặp mà. Tình duyên chưa dứt. Bà nói cái gì vậy? Anh à, xảy ra chuyện gì chứ? Nói cho anh biết đi. Anh đã bị trúng tạo của thiên linh. Bà cụ đã cứu lại anh. Thì không đó. Anh ăn mặc kiểu này ra phố hả? Vậy là có nhiều người thấy rồi. Dạ phải. Hả? Còn cái này? Cái này là cái gì? Bức tranh này là anh vẽ đó. Đây là máy bay quanh tạc trong lúc thời chiến. Cái này? Binh sĩ bị nổ chết. Ê Mỹ anh à, chuyện gì đây chứ? Em thì là kỳ cục mà. Em là vợ của anh, thấy anh biến như vậy sao không cản đường cho anh ra phố? Sau này làm sao dám gặp người ta? Bây giờ anh còn trách em, em càng khó chịu hơn. Phải dẫn anh đi học rồi tan học đưa anh về. Ba hồi đòi đi tiểu, ba hồi đòi đi chơi. Kêu anh thì anh bỏ chạy, muốn giữ lại cũng giữ không có được nữa. Ờ, ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi xuống đi. Mỹ Anh à, hay là gì? Mình đừng có con nha. Tại sao? Em cũng thấy đó mà. Nuôi anh có thời gian thôi đã vậy rồi. Người không ra người, ma không ra ma. Đừng có sanh con mà. Em đã nuôi nổi anh, sao lại không nuôi nổi con của mình? Lỡ như anh không tỉnh lại thì em làm sao? Nếu anh không tỉnh thì là nhập chung. Chồng cũng là anh, con cũng là anh. Tầm bậy, em nói gì mà kỳ vậy chứ. Đúng rồi, mình phải cảm ơn bà mù mới phải. Nếu như không phải bà đã cứu anh, bây giờ anh vẫn còn là thằng khờ đó. Hả? Anh Quảng à, thật ra người cứu lại anh không phải là bà mù, mà là Tiểu Phù Dung. Chỉ đã nhập vô bà cụ rồi mới cứu lại được anh. Tiểu Phù Dung. Ê, sao quyền định đã tới, hai đứa ra đi. Có thiệt không? Ông nói thằng râu mép ra bàn thảo sòng phẳng với ngựa bên Macau bán quản sơn long cho họ. Họ không những là bàn bán quản sơn long xong, còn đã bàn xong một mối làm ăn quân quả. Hả? Quân quả? Ông anh nghĩ cách cho chúng tôi đi. Đúng vậy. Phải, ông nói một câu thôi thì có mấy trăm người từ Macau đánh qua. Kẹt cái là hắn quen đường tên cô Hồng, mở miệng ra là cả ngàn người kéo qua mới chết. Nè 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 nè, anh Sư Gia, anh đã hứa với Tiểu Phù Dung mà. Hả? Có cách nào hơn? Cùng lắm á là kiếm người lên đồng, mời Tiểu Phù Dung lên nói xin lỗi với nó thôi. Ông thì là kỳ cục mà. Nè nè, các người đừng có đi gây với thằng râu mép đó nha. Nếu không biến hết thành bà bóng hay là con đít thì chết đó nha. Tôi tới đây báo tin với các người thôi. Thôi chào nha. Ê, vậy đó thì sao?
Hết cách rồi, hết cách rồi. Thà nào mình đây nha. À, đi, 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 đi. Đi, 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 đi. Quản Sương Long, người giao cha truyền lại cho ba anh em mình mà. Sao lại bán đi chứ? Anh Quản hả? Hay mình đi kiếm mật mù thử. Ờ, phải. Vì con bé Tiểu Phù Dung này, tôi bị tổn thọ 5 năm cũng phải chịu. Các người có biết Dương Thiên Linh là đồng môn với tôi hay không? Chúng tôi đều được học lục nhâm phù cơ. Nè, bây giờ các vị phải thành khẩn thắp nhang, tâm vô tạp niệm. Phải nghĩ cùng một câu chuyện. Kính mời sư phụ, đệ tử hỏi làm sao ngăn cản Dương Thiên Linh bán Quảng Sơn Long. Kính mời sư ông. Hồn phân quy lai. À, bà cụ à, hồn phân quy lai là ý gì hả? Hồn phân quy lai là gì? Là hồn hài quy lai. Chữ hài đó. Bà cụ à, phân cũng được, hài cũng được, nhưng mà ý gì hả? Nghĩa là trừ phi là có hồn ma về giúp một tài, nếu không thì khó ngăn cản được Dương Thiên Linh bán đi Quảng Xương Long. Vậy là được rồi. Nhờ Tiểu Phù Dung cái đám bạn lên đối phó Dương Thiên Linh, vậy là xong. Xong. Mạng mày thì sắp xong. Một con ma đã xuống âm phủ rồi, không thể nào trở lên nữa đâu. Cho dù là xuyên qua thể xác của bà Linh Đồng, cũng chỉ có thể trò chuyện với người thân mà thôi. Không có pháp lực đâu, làm sao mà đấu với Dương Thiên Linh. Mày thiệt là ngốc quá đi. Anh này nè, bà cụ, hay là nhờ sư ông chỉ thêm mấy chữ nữa đi. Lâu nay sư ông chỉ cho có 4 chữ thôi. Các vị về suy nghĩ chút đi, nhất định có quyền cơ. À, phải. Lần sau các người gặp được Dương Thiên Linh, đừng bao giờ ngó cặp mắt của nó nha. Sở dĩ các người bị mắc tòi là vì cặp mắt của nó thôi. Hay giờ, tại sao đứa nào đứa nấy cứ đi trước mặt tôi, báo hại tôi bị hoa cả mắt à? Hồn phân quy lai, với trí tuệ cao như tôi mà nghĩ cũng không ra, quả nhiên là cao nhân ha. Cái gì đọc anh đọc cũng chưa có xong, không phải là phân mà là hài. 4 chữ hồn hài quy lai không biết nghĩa sao, làm sao mà cứu Quảng Sừng Long được? Má thì lại kỳ cục, Phù Dung đã giúp mình nhiều rồi mà sao lại nói vậy chứ? Cho dù con không lấy tâm quyết của mình, cũng phải làm tội nguyện cho người ta mà. Nếu giữ không nổi Quảng Sương Long, chỉ sợ là Tiểu Phù Dung ở nơi suối vàng biết được, cũng không yên lòng đi đầu thai. Hồn hài quy lai. À, ông sư nói là kiếm một người họ hồn tên là Hài Quy để về lo liệu chuyện này. Nói tầm bậy, cậu có học hay không hả? Đâu có ai lấy tên là Quy, Hài Quy hả? Thì là khó nghe đó. Thì phải, không thể nào đâu. Theo ý tôi, ông muốn nói là kiếm một đạo trưởng tên là Hồn Hài về đây để mà lo liệu chuyện này. Làm ơn làm phước đi, đừng có điên vậy nữa mà. Đã nói không phải là con người, mà là muốn chỉ hồn ma đó. Quê, ba số 9, cậu nói bây giờ Dương Thiên Linh đi Macau, có phải sư ông biểu mình thừa dịp này tướng Quảng Sương Long giả làm ma, mấy tay mua quảng sợ bỏ đi? Giống đó, giống đó. Tới ngày hồi hồn lên đường mau, tam thức trở về đường lạc đường. Mau lên đường đi, lên đường. Tam thức trở về đường lạc đường, lên đường mau đi, lên đường. Thì ra cô thiệt ở đây hả? Tiểu Phù Dung cô đừng có dạy dột. Đám ma mới đó vì hồi hồn mới có thể lên dương gian thôi. Nếu như cô theo họ lên trển, nhất định sẽ không được siêu thoát. Vì Quảng Sương Long, tôi không thể do dự được nữa. Tiểu Phù Dung à. Đạt Phu, anh đã giúp tôi dành tư rất nhiều, tôi thiệt là cảm kích anh. Mong là kiếp sau đầu thai mình có thể làm lại người bạn thân. Xin chào. Khoan. Đạt Phu, tôi xin anh hãy giúp tôi thêm một lần này nha, đừng có cản tôi. 7 ngày hồi hồn lên đường nhanh, tam thức trở về đường lạc đường. 7 ngày hồi hồn lên đường nhanh, tam thức trở về đường lạc đường. Tới ngày tam thức nhớ tiếng chuông mà về. Tới ngày tam thức nhớ tiếng chuông mà về. Tới ngày tam thức nhớ tiếng chuông. Mà về.
Đa Phu. Không được rồi, mệt quá. Ấy ông sợ, ngủ đi rồi mai tính. Không được, ông chủ sắp về tới rồi. Ông về tới thấy mình chưa làm xong việc anh sẽ rầy mình đó. Thôi được, em đi toilet trước, về rồi tính lại. Thưa ông chủ lớn, đây là sổ sách của ngày hôm nay, tất cả là 3.450 đồng. Mời ông kiểm lại cho. Được rồi, trở xuống đi. Dạ. Tại sao? Tại sao lại biến thành giấy vàng mã hết vậy? Có mà. Có mà. Có mà. Bớ người ta. Con dâu Quảng Xuân Long không thể bán đâu. Có mà, có mà, mà. Phải đó, ăn được thì ăn mau đi. Nói không chừng lần này là lần cuối cùng mình ăn cơm tất niên ở quán Sương Lồng này. Ông chủ hai với ông chủ ba không biết có phải bị mắc tôi gì hay không. Quán Sương Lồng này đã có mấy chục năm rồi, tự nhiên đòi bán, còn đòi bán cho đám ác bá nữa. Phải, nếu lão già linh thiền nhất định sẽ bóp cổ bọn họ chết. Uống ly trà từ từ nói nha. Ông chủ hay à, ông qua mát nhìn lộn đó hả? Sao lại có ma chứ? Không, không phải. Đừng có bực bội. Không bực bội làm sao được. Cái đám này nó định bán hết gia tài của ta mà. Ta phải bóp cổ nó. Đồ điên. Con cái của mình mà, bóp chết tụi nó sao? Vậy thì không được. Không nên. Có nhận nha. Để tôi bóp cổ tụi nó. Ông già, ông đi đâu? Bóp cổ tụi nó. Mau lên, mau lên. Chạy, 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 chạy. Dân gì đây? Ây da, có dân gì đây? Cái người lại. Tới đây phá đám hả? Muốn gì? Phải rồi, muốn gì, muốn gì, muốn gì hả? Muốn gì? Ê, đừng có đánh anh Quảng đó. Thằng quê. Vậy sao nó trịnh?
Đứng yên, cảnh sát, ngừng tay. Anh hai. Ây da, là cậu Từ đó. Cậu không sao chứ? Hả? Anh tôi. Sao lại vậy hả? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi. Đừng đánh. Quê có thiệt không, dẫn đám người ngoài về chống chọi với ông chủ? Hả? Con có tin là má đánh con hay không nè? Mày đi ra sao con bà cũng đánh? Mất mới gì mày quỷ cái? Hả? Có tình tao đánh mày luôn hay không nè? Chị mày chết! Nghe kìa. Trên đó có tiếng kìa. Còn muốn giỡn trò? Không phải đâu, nghe thử đi. Đồ mắc vậy? Mày muốn giỡn trò hả? Muốn giỡn trò gì đây? Tôi không giỡn trò đâu. Trên trển đâu có ai. Phải. Chú Vinh, giữ anh lại cho tôi. Chú Thuận, thôi tôi lên trển có ai không? Đi coi cho coi, đi coi lên. Má đánh đúng người đó hả? Nghe kìa quá. Không sợ. Thì không có ai. Thiệt tức quá mà. Tao cũng tin là có ma. Mau ra đây. Nếu nào ở trển, ra đây. Ra đây. Mau ra đây. Ra đây. Ông chủ à, thì không có ai đó. Đâu có. Tao mặc kệ. Mồi ra hết cho tao. Kiếm xung quanh coi. Đi mau lên. Kiếm cho kỹ nha. Thì là tức quá. Muốn hù tao hả? Dễ dậu gì. Lục Văn Cương, anh có phải là người không? Anh đã hại chết tôi với anh Tư. Bây giờ còn muốn bán luôn quả Sương Long hả? Xin đừng. Ba, không sao chứ? Không bán quả Sương Long nữa, không bán quả Sương Long nữa. Má, là thằng quái đè, tỉnh lại đi mà. Không. Con coi xin lỗi cho ba, coi lúc nãy ba bị ba vào đó, coi đi nè. Giống gì kì vậy? Từ nay không bán quả Sương Long nữa. Ở gì kì vậy? Anh hai, vừa rồi thấy ma gì hả? Phải, thấy ma đó. Có bà. Chạy mau đi, cặp mắt của thằng Romep có phép tà đó. Đừng có dầm nó. Mau lên. Quay, đừng có ngó. Chạy mau. Má. Có bà. Ông chủ Dương, bộ quản Sương Lâm của ông thì có ma sao? Không có. Có, ông chủ à, có ma thiệt đó. Ông chủ à, có ma thiệt. Có ma đó. Ê, ông chủ Hà, chuyện gì vậy? Từ nay tôi không dám bán quản Sương Long. Hai cái tên phế thải này, cút vô cho tao. Ôi dạ. Anh Sương, đi. Ông chủ à, có ma thiệt đó. Nên từ nay tôi không bán quản Sương Long nữa. Ông chủ Dương à, tôi nghĩ tôi phải về Ma Cao bàn lại với anh hai của tôi trước, để coi có một cửa tiệm công không. Anh đứng lại. Đại ca, quản Sương Long của anh có mà đó. Muốn ép anh hai của tôi mua hả? Vậy bây giờ anh có mua không? Mua. Có mà cũng mua. Ngày mai tôi về mà cao bàn với anh hai của tôi. Tôi phải mua chứ, dễ tiền đó mà. Sư tỷ, hơi lâu không gặp rồi. Tại sao lần trước tới cửa nhà em mà không vô thăm vậy? Ta đã chụp chung một tấm hình với em rồi, vậy vẫn chưa đủ sao? Sư tỷ, trả lại hai con ma cho em.
Sao ngươi thích giành đồ của người ta vậy? Vì bào ngư vì cá thì mày giành thôi. Cả mà mày cũng muốn giành với tao. Quay, chị đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt nha. Được, mày muốn lấy thì cứ ra tay đi. Chỉ nhưng mà vậy, ta vừa đi phù cơ, quỷ vong thiên linh. Ngươi là Dương Thiên Linh mà. Hả? Sư tỷ, chị đã có tuổi rồi, phù cơ một lần tổn thọ 5 năm thì nguy hiểm lắm đó. Nguy hiểm? Quay, đủ rồi nha. Chuyện gì? Muốn dùng cặp mắt để ngó tao hả? Tao bị mù đó. Không chứ hả? Bà cụ có nói là ma quỷ xuống âm phủ là không có thể trở lên được. Vì Quảng Sơn Long, tiểu phụ dùng cái gì cũng dám làm mà. Có lý đó. Phải, theo tôi là cổ không cam lòng. Không cần kêu, tôi đi mở. Tới ngay, ai đó? Bà cụ. Quảng. Bà cụ. Hai đứa bay, cút ra cho tao. Hả? Tiểu phụ dung, tiểu phụ. Đạt phụ. Xin chào các vị. Ê, cô thiệt đó lên đây hả? Dạ. Tại sao nói họ không có thể lên, bây giờ lại lên được như vậy? Con biết rồi, chắc họ lén chạy lên đây. Có phải không tiểu phụ dung? Hả? Dạ. Hai người lén lút làm vậy, có bị quỷ xài ở dưới hay đậu ra mặt ngựa phạt hay không vậy hả? Có bị phạt không? Đâu những vậy. Họ đã phá hoại giới luật của âm dương, sẽ bị tan theo mây khói, không được siêu thoát. Họ sẽ tan theo mây khói hả? Không được siêu thoát. Tiểu phụ dung. Ê giờ bà cụ à, bà hãy cứu tiểu phụ dung đi. Bà lợi hại như vậy nhất định có cách mà. Phải rồi. Bây đừng có hồn. Phương pháp không phải không có. Ngày mai là ngày dương, tháng dương, năm dương. Vào giờ tuất là lúc lửa dương thuận nhất, và cũng là lúc quỷ sai lơ là sơ ý nhất. Nếu như họ nghe được tiếng chuông trà trộn vào đám ma mới, coi bộ còn một tia hy vọng. Bây giờ được vậy tôi cũng thấy yên tâm chút. Tiểu phù dung, sao cô làm người dại dột, làm ma cũng dại dột vậy? 27 năm trước, khi cô còn là con sen, vì một tên lục vận quản cô đã bị bỏ mạng. 27 năm sau, lục vận quản đã biến thành hứa đại quản. Bây giờ cô còn giữ quản xương long cho hắn làm gì nữa? Một chữ tình là báo hại cô thảm thương. Bà đừng nói thêm nữa. Hai đứa nghe đây, trước giờ tuất ngày mai, hai người đừng có rời khỏi nhà này nửa bước. Thiên linh có thể đánh tới bất chợt. Mày muốn chết hả? Đã dặn là khi tao làm pháp sự đừng có tới quấy rầy tao mà. Xin lỗi ông chủ. Xin lỗi ông chủ, chúng tôi thì không muốn đâu. Chỉ là chú Giang có điện thoại tới, nói là chịu lo cái việc quân quả của mình đó. Rốt cuộc ông đã chịu rồi sao? Dạ phải, ông còn hỏi mình chừng nào tiền bạc chuẩn bị xong đây. Như vậy cứ nói với ông là 7 ngày là mình làm xong. Dạ biết.
Ông chủ à, chú Giang chịu hợp tác với mình dĩ nhiên là làm giàu. Chỉ lo là hai con ma đó lại tới phá thôi. Dạ phải, hai con ma đó hù tôi xém chút nữa bể gan rồi. Tào lao, có tao ở đây ngán cái gì chứ? Ra ngoài. Dạ rõ, ông chủ. Đi ra, mau lên. Bắt tao vì hai đứa đó tổn thọ 5 năm hả? Không có đáng đâu. Đại phu, nè, ăn đi. Cảm ơn. Thật ra lúc mà tôi mới quen biết anh, tôi thấy anh cũng ngộ thiệt. Nhưng mà gì, anh cũng thì là bậy mà. Rảnh rỗi thì chơi đàn từng tưng, còn biết làm thơ nữa thì là hiểu biết à. Tôi thì không thích lắm, nhưng mà nói thiệt chứ, sau khi anh chết đi tôi cảm thấy anh tội nghiệp một chút. Chết rồi tôi mới thấy vậy thì là thấy ghét ha. Không cần dòng do nữa, có phải anh muốn hỏi chuyện của tiểu phu Dung không? Phải không? Ông nội của anh đó, lần trước lên đây hình như là bực bội lắm. Rảnh rỗi thì khuyên ổng chút đi. Anh đừng lo, cả nhà của tôi đều tốt với tiểu phu Dung lắm, không có ăn hiếp cổ đâu. Nếu thiệt nha, ở dưới họ tối thui à, ngày thì dài đằng đẵng không có chuyện gì làm hết. Như vậy tiểu phu Dung có chán hay không? Yên chỉ đi, ngày nào cũng theo tôi đi du ngoạn, vẽ tranh, đàn hát. Có thiệt không đó? Tôi gạt anh làm gì, sớm muộn anh sẽ có dịp xuống dưới coi mà. Nghe đừng có nói tầm bậy. Tôi chỉ nói sự thật thôi. À phải, lần trước tôi cùng tiểu phu Dung đã tới cây cầu nguyện để mà cầu nguyện. Có biết cổ cầu gì không? Cổ nói là kiếp trước vẫn còn tình duyên với anh, tiếc là kiếp này anh đã có cô Mỹ Anh, nói là mong kiếp sau được ở chung với anh. Quảng à, tốt với Mỹ Anh nha. Đây là tâm nguyện của tiểu phu Dung. Chị Anh à, cái này là cái gì vậy? Cái này là lá của cây chùm ruột. Anh Quảng có nhiều mồ hôi lắm, phải dùng làm gối ngủ sẽ hút đi mồ hôi của ảnh. Chị thiệt là tỉ mỉ với anh Quảng. Chị làm gì vậy? Tiểu phu Dung, tôi thiệt sợ lắm. Thì ra mặt của tôi rất cứng, khắc chồng đó. Chị đừng có dại dột nghe đám thuật sĩ giang hồ nói bừa bãi nha. Hắn không phải thuật sĩ giang hồ, hắn nói chuyện thiệt trúng lắm. Hắn lại bà cụ đó. Chị đừng có tin bà cụ nói nha. Bà thương tôi cho nên mới nói xấu chị thôi. Ông chủ à, ông phải nghĩ cách nhờ. Ở dưới chỉ có hai công nhân chịu đi làm mà thôi. Còn nữa, đám khách hàng điện thoại tới đòi bỏ hóa đơn đặt cọc. Các người làm gì đây? Ông Dương à, tôi là ký giả nhà báo Tân. Nghe nói tới hoàng quản xin lòng của mà, xin hỏi cái chuyện này không? Phải có không? Các người là kẻ có tri thức mà, hả? Tại sao lại tin những chuyện thần mà quan được như vậy chứ? Không phải đâu, có hai công nhân của ông đích miệng nói chúng tôi là chính mắt nhìn thấy ông chủ Sương bị con ma nữ vào lưng đó. Phải. Nghe nói trên lầu của quản Sương Long tự nhiên phát ra tiếng hát, có chuyện này hay không vậy? Nghe đồn tối qua có nhiều đầu người bay qua bay lại, có phải thiệt không đây? Phải rồi, có không vậy? Xin lỗi, tôi phải ra bàn việc làm ăn. Thôi chào nha Sương Nghi à, hai người cô tiệm nha. Dạ ông chủ. Ông Dương à, ông Dương à, nói về con đi mà. Ông chủ Dương, ông chủ Dương. Quản Sương Long có ma, chó gà không yên lòng, người quản hốt. Thì giờ Thiên Linh à, anh coi báo chí là giết bừa bãi rồi, nói gì là có ma. Mày ngậm miệng lại cho tao đi. Ông chủ, ông chủ à, ông chủ, ông chủ à, không xong rồi. Anh ba ở bên Ma Cao có điện thoại qua, nói là 100 bạc cũng không có chịu mua quản Sương Long. Còn nữa, anh hai của thằng Hà nói là nó chơi ảnh đã bị chặt tay. Hay à, bán không được quản Sương Long thì làm sao có tiền chơi quân quả, lần này bị mất tiền rồi. Vậy ông còn nói là làm ăn lớn, cô bộ bây giờ muốn làm ăn nhỏ cũng không có nữa. Cũng tại hai con ma đó, báo hại mình thảm thương vậy. Thiên Linh à, mình có bị phá sản hay không? Tránh ra. Móc gân lưỡi, có thiệt hay không? Nếu thiệt có ai sẽ lại tỉnh bờ vậy? Tôi không có làm gì xấu mà, đâu có ngán gì. Quầy, nhưng mà 369 anh nhà,
bắt người ta vô tiệc cảnh sát đánh đập người ta. Còn chưa tính là thường ngày lấy trái cây của người ta ăn nữa. 369, cậu hãy mau nói thiệt đi. Cậu có làm chuyện quái đản gì hay không đó? Nếu như không hả, thiệt là nguy hiểm hả? Làm chuyện bậy, nguy hiểm như vậy, ta sợ lắm sao? Đương nhiên. Không thèm nói cho tụi bay nữa. Muốn gạt người ta hả? Mày ăn nhang đi, mày ăn cứt đi. Nghe các người nói cũng vui thiệt chứ. Nè nè, thằng con tôi đâu? Thằng con tôi đâu? Ờ, thằng khỉ đi còn muốn chạy hả? Bà, mày thiệt là to gan ha. Vừa rồi má mày báo mộng với tao, nói mày đã chạy lên đây sẽ bị ta theo mày khối. Thử hỏi ta làm sao đây? Làm sao đây? Mày gặp ma hay sao? Mày cũng là ma mà. Không phải đó bà. Thì giờ cái ông này nè, hãy từ từ đi. Thì phải rồi, đừng có động chút là kêu réo như bị bà bóp chân. Ngồi đi rồi nói. Ê, tôi ngồi đi. Ngồi đi. Con của ông không sao, tiểu phù dung cũng không sao. Bà cụ nói là đợi lát về tuất, họ trở xuống được bình yên mà. Bà cụ? Bà cụ hả? Chỗ này có bà cụ sao? Cái bà già này là ai đây? Làm gì vậy? Có chuyện gì thì các người cứ nói đi. Còn 3 tiếng đồng hồ nữa là tới giờ tuất rồi. Cái chuyện này đừng có làm trễ đãi giờ giấc. Hả? Tiểu Phụ Dung à, hay là vậy nha, mai mốt tôi tặng cho cô một bộ đồ tây để cô có thể lấy lẹ ở dưới đó nha. Ê, thích màu xanh lam hay là xanh lục vậy? Thì lấy hết cả hai đi nha. Lấy cả hai đi. Nè, chuyện gì hả? Hả? Các người coi chừng hai đứa này cho tôi, đừng có rời khỏi nửa bước. Đừng hiếp đáp người quá, lỡ mai này gặp lại. Bà còn có thể gặp lại hay sao? Bà bị mù đó. Được, ân oán của hai sư tỷ đệ này hôm nay phải thanh toán cho rõ. Nhưng mà không mắc mớ tới chuyện của hai tiểu quỷ đó, cho họ một con đường sống đi. Không sao, đường nở trước mặt. Nhưng có đi nổi hay không là hãy coi họ thôi. Mày thiệt khiếp đáp người quá. Sư tỷ, chị không nên bên cho hai con tiểu quỷ đó. Chị đã có tuổi rồi, em cũng muốn nhìn thấy chị tới già mới bị tội. Ta đã sống mấy mươi năm rồi, ta cũng thiệt không muốn sống nữa đâu. Nếu như mày có tài đưa tao xuống dưới, tao cũng không có ngại đâu. Như vậy em đành đưa chị một trận. Con hãy ráng nha, ráng lên nha con. Ai đó? Mở cửa. Bà cụ sao bị thương nặng vậy? Nè, vô đây. Bà sao vậy hả? Sao ra nông nổi này vậy chứ? Tàn nát hết trơn. Bà cụ. Tiểu Phụ Dung, hai đứa không bị gì chứ? Không có gì.
Sao không vậy? Vừa rồi hai đứa nói từ bên này văng qua bên kia, bên kia văng qua bên này, vừa mới ngừng lại thôi. Bà cụ à, xảy ra chuyện gì chứ? Phải khi không bà chạy ra ngoài làm gì? Dương Tiên Linh đã tới. Cái gì? Tới ở đâu? Các người đừng lo, nó chưa muốn ôm bà già này để chết chung đâu. Hai đứa đi trước đi. Đi. Phù Dung à, em đừng lo. Tiểu Phù Dung, hai đứa phải trở vào cây dù cho mau đi. Quảng à, kiếm người dẫn họ đi. Phải à? Không được đâu, Dương Tiên Linh tới đây phó, bà đã bị thương, ta làm sao đây? Không sao, ta được mà. Hai đứa đi, không dư giờ nữa đâu. Nhưng mà... Được mà, bà cụ đã mấy mươi tuổi rồi, mai mốt mình sẽ được gặp nhau ở dưới. Đi, hai đứa đi. Đúng phải rồi, đi. Phu Dung mà, chuyện gì hả? Chúng tôi không thể ra ngoài đâu, khắp nơi đều là quỷ sai. Gì? Tôi còn không thể ra ngoài, bên ngoài có nhiều quỷ sai. Quỷ sai? Uầy, con à, không có gì mà, đâu có gì. Nè, cậu thì ly kỳ cục, Phù Dung nó phải tin chứ. Mày mới kỳ cục, tao đâu nói tao không tin. Vậy làm sao, trở lên nhà trước. Dương Thiên Linh, ngươi thiệt là quá ác độc. Ngươi đã dùng tiếng chuông gọi đám quỷ sai ra. Ây da, bà cụ à, như vậy Tiểu Phù Dung họ làm sao? Phải đó bà cụ à, sao bà không đuổi đám quỷ sai đi? Phải. Linh giới có quy luật của họ, ta thiệt phải bó tay. Hơn nữa đám quỷ sai đó bị tiếng chuông của Dương Thiên Linh gọi tới, tiếng chuông không dứt thì họ sẽ không đi. Chết rồi, nó không dư giờ nữa, lại có tìm một đám quỷ sai, rồi Tiểu Phù Dung làm sao chạy đi? Dương Thiên Linh vốn không cho họ đi, tới giờ tốt để họ bị tan theo mây khói, thiệt là ác quá. Bà cụ à, bà hãy làm tốt, đại từ đại bi cứu lại họ dùm đi. Đúng vậy đó. Cứu lại Tiểu Phù Dung đi. Nhân dòng pháp diệt, trừ khi là Dương Thiên Linh bị chết. Ây da, kẻ cái là sao quyết định này? Đã đổi làm ngày đàng hoàng rồi, đã đuổi hết đám anh em về Ma Cao. Nếu không tôi sẽ biểu đám anh em chém chết cha nó luôn. Cái già ông thiệt là điên mà. Cái tên Dương Thiên Linh đó thiệt là ma giáo lắm, dễ dàng gì mà chém chết được nó chứ. Hơn nữa đất Hồng Kông này có luật pháp, ông mà đi chém chết nó thì ông cũng bị đi tù đó. Nói đúng lắm, quả như là vợ của cảnh sát. Bà đừng có nóng nảy quá. Ê, giờ rồi làm sao? Bây giờ đã không dư giờ nữa rồi đó. Ê, vậy làm sao đây? Có cách rồi. Phù cơ đã ra bốn chữ thắng giả di dương, như vậy lại có quyền cơ gì? Không lẽ lần này thì là Dương Thiên Linh được thắng? Còn về phần Tiểu Phù Dung, đã chờ Lục Vận Quản từ kiếp trước tới nay, tình duyên kiếp trước của họ kết quả thế nào? Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.